Thời tiết hôm nay không được đẹp lắm. Mình đang ở Tra Bắc. Hôm nay trời chuyển mưa, không được đẹp lắm. Ở cái thành phố nhỏ thôi, Tra Bắc cũng cảnh đẹp. Sắp Das ist ja das Gravierende an der Gang. Bei mir ist komisch gucken, als ich gesagt habe, ich hier mal gucken. Ja, ich selbst. Lúc thì nắng, lúc thì đã mưa, giờ nắng lên được xíu. Đây là đường, xe hơi chạy, ở dưới là sông. Đó, người ta ngồi ăn uống phơi nắng nè. Hai mẹ con đi chiêu chiêu. Không biết có biết đường đi không? Dắt mẹ đi đúng không? Dắt mẹ đâu? Không biết. Tôi lấy chắc này đi đâu vậy? Cặc cặc. Nói vậy bà. Nói vậy bà. Phi lít đi kiếm đồ ăn mà không có cái gì ăn hết. Người ta chỉ bán cà phê. À, phía trước có ice cream kìa. Với bán cái đồn quần áo thôi. Burger King, không có Burger King ở đây. À, có một cái quán Việt Cuisine Aroma là của Việt Nam nha. À, đó bánh ngọt, Kuchen, Philip muốn ăn Kuchen hả? Này, vậy chị đi invite. Invite. Will you have ice cream? Where will ice cream? Cái gì? Bữa nay lạnh quá à, không muốn ice cream nữa đúng không? Ôi, có nhiều lúc balon quá kìa. Đây là cửa hàng bán chanh. Where will ice cream? Felix, where will ice cream? Đây, cái kem bự chưa? Không view thì thôi. Burger King ở đây không có thấy Burger King. Escape kind of Burger King here. Mình là thích đi du lịch, ai có cùng hobby sở thích thì bấm like share trang của mình nha. Mọi người ơi, review du lịch Đức và châu Âu. Nhưng mà mình đi tùm lum hết trơn á. Trên thế giới mình đi tá lả tùm lum. Ở đây là một cái standard âm. À, standard âm nhiều. Đây quán bia. À, ở đây chắc rượu vai ngon nè. Rồi, không có Burger King, Felix nó đổi qua ăn ice cream rồi. À, ở đây một cái đợp nhỏ quá, nó không có Burger King. Cách đây tới 2 km là Burger King là. Đây là một cái standard âm, có nghĩa là cái phòng đăng ký kết hôn. Mình gọi là cái phòng đăng ký kết hôn. Ở Đức nhiều cảnh đẹp lắm nha. Mấy cái đợp nhỏ, mấy cái làng nhỏ nhưng mà nó đẹp lắm luôn á. Mấy cái cảnh mà typical của châu Âu á, mọi người thích thì bấm like hoặc share cái trang review du lịch Đức và châu Âu của mình nha. Mình tên là Tiên ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hôm nay là thứ bảy, hơi đông người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. À, ice cream here. Bắt đầu lạnh quá, nghe lời Felix ăn ice cream chi bây giờ lạnh quá nè.